về quê nhà, ta tân tấn và chào mọi người ra. Trưa nay đến nhà mọi người ơi, mỗi người nói chuyện cho chúng em hiểu lòng. Trân trọng cảm ơn. Trước tiên tôi xin chúc phúc cho hai cháu có một cuộc sống hạnh phúc và sống luôn luôn bên nhau tràn đầy niềm vui thương và tràn đầy năng lực cho cuộc sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
trân trọng cảm. Chắc thế tôi xin chúc phúc cho hai cháu có một cuộc sống hạnh phúc và sống luôn bên nhau tràn đầy niềm yêu thương và tràn đầy cháu hôm nay thật là vui vẻ và cũng chúc phúc cho các cháu thật hạnh phúc.